Thank you.
Tôi đang hỏi nghe, giờ tôi đang nói chưa? Bao tử cần vào chưa? Dạ, bây giờ giải quyết cho bao tử trước nghe tôi biết rồi. Đây, bây giờ tôi phải đưa về mình cũng chuẩn đi ăn sáng với cha. Nhưng mà bình thường mà tôi thấy là cái mức độ là một số lượng khách quen với tầm khoảng 10 người. Tôi hỗ trợ cho mình ngồi trên cái bàn này sẵn tôi mình ăn luôn. Nhưng mà cái đoàn hiện tại của mình là 42 người rồi. Cho nên là không thể nào mà mình ngồi chung trên một cái tàu như thế này. Bởi vì ngồi chung vừa là người đầy đủ chứ nhiều kia. Cho nên là để bảo đảm an toàn cho tất cả các đứa chị mình thì nó sẽ đưa mình vô những cái bàn sáng xuống trước của mình ngồi trên xanh đây quý vị. Trên này có bàn, có ghế, mình lên đây mình ngồi ổn định cùng con. Dạ con ra con hỗ trợ con ở đây con phục vụ tình tơ mình ra. Nhưng mà lưu ý cho con nha, tất cả đều là trái cây tư quen của mình. Tôi có chị vui là mang theo giúp con luôn. Sau đó khi ăn sáng xong, con sẽ hỗ trợ cho mình hai cây màu hạt vừa đứng thật tàu, hai cây màu xanh vừa đứng thật tàu. Dạ, cho nên là tôi có chị cứ yên tâm được con nha. Mình cứ mang nó tâm sản tư quen đầu đạn của mình đi chuyển ra đây. Ở trên này nó có một cái bàn dài đó, tôi có chị mình ngồi, mình có thể lên tư dưới của con nha. Mà đi một cái đoạn chung như thế này, mình nhớ mình ngồi chung cùng con, còn chỉ bàn làm hai chỉ bàn thôi. Đừng có tắt bàn ngay ngay cái đứa chị, tại vì cha không có kéo mặt được tất cả cái đứa chị mình. Bởi vì mình sẽ có không chú nhớ hết. Cho nên là chị đưa cho đứa chị tắt ra, con không có nghe để cho đứa chị mình quay lại tung tài của mình nha. Rồi, cái bàn ăn sáng là người tôi nhớ thì mình tự tính giúp con nha. Chúng ta bao hết 4-2 vô rồi con hiểu rồi nha, tôi biết được. Dạ, cho nên là gia đình cứ như mình tự tính giúp con. Rồi, sau khi ăn sáng xong con cũng hỗ trợ Thank you.
Okay. No.